Hi, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Huy nha. Thì trong video ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị mẫu Star Racer, mẫu MPV tầm trung mới nhà Hyundai nha quý cô chú anh chị. Thì Star Racer hay còn gọi với tên viết tắt là KS nha. Thì mình gọi với tên KS để cho nó dễ. Trên màn hình của quý cô chú anh chị đây là con KS phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt giá bán là 625 triệu đồng nha. Với phiên bản này thì nó sẽ trang bị chúng ta những cái option gì và xe nó rộng rãi như thế nào, thì để biết rõ và chi tiết hơn, xin mời quý cô chú anh chị theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Huy sẽ làm cái video chi tiết xe Star Racer phiên bản đặc biệt màu trắng nha. Chúng ta sẽ tiến về khám phá phần mặt phía trước của xe nha. Thì mặt phía trước của xe, trên màn hình quý cô chú anh chị có thể thấy nè, xe trang bị chúng ta là cụm đèn chiếu sáng bóng halogen nha. Ở trên đây, phía trên là đèn báo rẽ, phía dưới này là đèn cốt pha bóng halogen, phía dưới này là đèn sương mù nha, nó sẽ trang bị đường xe đèn sương mù bóng halogen chúng ta luôn. Một cái cản nhựa phía dưới đây, cản nhựa phía dưới là nó sẽ sơn màu xám, nhìn nó sẽ có cái điểm nhấn ở phía trước đầu xe chúng ta luôn nha. Rồi cái lưới tán nhiệt nó sẽ là đen bóng nha, đây nhựa đen bóng, nhìn nó rất là có một cái gì đó sự sang trọng nha. Logo Hyundai được đặt ở phía trên. Và cái đèn LED định vị ban ngày nha, nó thiết kế theo hơi hướng tương lai nha. Đây là nó sẽ theo cái viền nắp capo nè, đó theo cái viền nắp capo luôn. Khi mà chúng ta mở đèn lên, nó sẽ sáng nguyên một cái viền, nó liền phía trước luôn nha. Đó, trên màn hình của quý cô chú anh chị đó, thì nhìn nó sẽ theo hơi hướng tương lai nha. Đầu tiên thì chúng ta nhìn nó sẽ có cái sự lạ mắt nha. Đó, thiết kế cho chúng ta cái sự lạ mắt. Đây là tổng thể phần mặt phía trước của xe nha. Đó, phía dưới nắp capo này thì xe trang bị cho chúng ta là cái động cơ Smart Steam 1.5 nha. Và đi kèm với khối động cơ này thì xe trang bị chúng ta là hộp số IVT thế hệ mới nha, hộp số IVT. Thì để Huy bật nắp capo lên, Huy cùng với quý cô chú anh chị khám phá cái khoang động cơ của Star Racer hay còn gọi là KS nha, bản đặc biệt nha. Rồi, Huy đã bật nắp capo lên nha quý cô chú anh chị. Thì đây là tổng thể cái khoang động cơ của cái con KS phiên bản đặc biệt nha. Đây, KS phiên bản đặc biệt. Thì xe trang bị chúng ta là động cơ Smart Steam 1.5 cho công suất tối đa là 115 mã lực nha, 115 mã lực. Và đi kèm với cái khối động cơ này là hộp số IVT thế hệ mới, giả lập 7 cấp nha, giả lập 7 cấp số. Động cơ này là 4 xi lanh thẳng hàng nha. Rồi bên đây là trang bị chúng ta là cái nước rửa kính, chúng ta có thể kiểm tra ở đây nha. Nước làm mát ở phía dưới này. Và bên đây là hệ thống bình và cầu chì. Ở đây nó sẽ trang bị chúng ta là cái cẩu hút gió nha, cẩu hút gió nằm phía trên, giúp chúng ta đi đoạn đường ngập nước rồi đi rất là thoải mái nha. Đây là cái tổng thể khoang động cơ của Star Racer hay còn gọi là KS phiên bản đặc biệt màu trắng nha. Rồi tiến về phần bên hông xe nha. Đây là tổng thể phần bên hông xe. Nó sẽ trang bị chúng ta những cái đường dập gân nổi nè, đây những đường dập gân nổi theo dọc thân xe, nó sẽ tạo chúng ta cái sự cơ bắp và cái điểm nhấn ở bên hông xe chúng ta luôn. Đây đứng góc này chúng quý cô chú anh chị có thể thấy nha, những cái đường dập gân nổi rất là rõ hiển thị lên ở trên màn hình chúng ta nè. Xe trang bị chúng ta là bánh mâm 16 inch nha, đây bánh mâm 16 inch và này là bánh mâm phay sẵn luôn, có trang bị cảm biến áp suất lốp theo xe luôn, hiển thị thông số từng bánh cho chúng ta luôn nha. Xe trang bị cái bánh trước là phanh đĩa nha, bánh sau là phanh tang trống. Hệ thống treo phía trước là mắt phốt xanh độc lập. Đây để Huy kiếm cái thông số vỏ nha. Đây thông số vỏ phía dưới nha. 205/55R16 nha. Đây là thông số vỏ. Gương thì trang bị chúng ta là gương tự động gập mở khi mà chúng ta lóc và mở cửa xe luôn nha. Trên gương nó trang bị chúng ta là cái đèn báo rẽ tích hợp trên gương luôn. Nhìn nó rất là góc cạnh luôn nha. Tay nắm cửa thì nó trang bị chúng ta là cái nút mở lóc phá cửa một chạm nha và được mạ rơm sáng. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại tổng thể bên hông xe. Đây là tổng thể bên hông xe phiên bản KS đặc biệt nha. Bánh sau là phanh tang trống nha cô chú anh chị. Đây bánh sau là phanh tang trống và hệ thống treo của nó là thanh cân bằng nha. Tiến về mặt phía sau xe, đây là mặt phía sau xe nha. Tổng thể thì nó sẽ thiết kế chúng ta là cái cụm đèn hậu LED, nó cho chúng ta một cái hình chữ H, nhìn vào thì nó sẽ cho một cái nhận diện rất là hay nha. Và xe trang bị chúng ta là cái đèn báo rẽ nằm ở phía này đây, và đèn này là đèn lùi nha. Đèn hậu á, khi mà chúng ta đạp phanh á thì nó sẽ sáng ở đây nè, đây sáng phía trên phía dưới này, thì nó sẽ tạo chúng ta một cái giả LED. Đèn hậu nó là halogen nhưng mà halogen giả LED, nhìn nó rất là nét và sắc luôn nha. Xe trang bị chúng ta là ba cảm biến lùi, đây ba cảm biến lùi 1, 2 và 3. Phía sau còn trang bị chúng ta là cái camera lùi nha, đây camera lùi hồng ngoại hiển thị góc đánh lái luôn nha. Nhìn ở trên màn hình rất là rõ nét luôn. Phía trên camera lùi thì nó có dòng chữ Star Racer hay còn gọi là KS nha. Gọi với KS thì nó dễ gọi hơn. Rồi, đây là phía sau cốp. Cốp sau khi mà chúng ta
bật cái hàng ghế thứ ba lên thì nó cho cái dung tích á, dung tích cốp thì chỉ tương đối thôi, khoảng 204 lít thôi. Đây, chúng ta có thể nhìn góc này. Nhìn nó rất là tương đối thôi, chứ nó không có thể rộng lắm nha. Tại cái này là phân khúc MPV tầm trung. Rồi, ghế. Đây, phản giữa chân hàng ghế thứ ba nha. Có thể nói là con Kaos này là cái khoảng rộng cơ sở bên trong và chiều dài á thì nó là rộng nhất phân khúc luôn, rộng hơn Veloz và rộng hơn Xpander luôn nha cô chú anh chị. Đây. Phản giữa chân chúng ta ngồi rất là thoải mái nha. Và cái ghế nó sẽ có độ ngả lưng về phía sau. Độ ngả lưng về phía sau nha. Thì chúng ta đi xa chúng ta ngồi thoải mái nữa. Khoảng trần ở trên nó cũng rộng nữa nè. Đó. Khoảng trần ở trên nó cũng rộng nha. Rồi, đây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe nha. Khi mà chúng ta đi đường kết hợp á thì nó tầm khoảng 5,98 lít trên 100 cây. Đường trong đô thị thì khoảng 6,98 lít trên 100 cây và đường ngoài đô thị tầm khoảng 5,4 lít trên 100 cây nha. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể nói là tương đối tốt nha. Xe trang bị chúng ta là anten V cá. Bật cái ghế nha. Đây. Thì bật cái khi mà bật cái ghế xuống á, quý cô chú anh chị có thể thấy nè. Đây, hàng ghế thứ ba rất là rộng rãi luôn. Và nó có cái độ kê cao lên á. Chúng ta ngồi hàng ghế thứ ba rất là thoải mái nha quý cô chú anh chị. Ở hàng ghế thứ ba thì nó sẽ trang bị chúng ta là cái cổng sạc nha. Đây cổng sạc 12V 180W nè. Và những cái chi tiết để đồ nhỏ nhỏ này nè, quý cô chú anh chị có thể thấy không? Đây, những chi tiết để đồ nhỏ nhỏ này nè. Thì tổng cộng theo xe chúng ta sẽ có 31 chi tiết để chúng ta để đồ nha. Rồi. Đây, hàng ghế thứ hai khi chúng ta bật lên. Đó. Thì cái độ rộng hàng ghế thứ ba rất là nhiều. Và hàng ghế thứ hai đặc biệt á, chúng ta có thể chỉnh độ ngả lưng về phía sau và di chuyển lên xuống để tăng độ rộng cho hàng ghế thứ ba luôn. Độ ngả lưng của hàng ghế thứ hai chúng ta có thể điều chỉnh từ 93 độ đến 120 độ luôn nha, rất là thoải mái luôn. Và đây, cái cửa gió nó sẽ thiết kế trên nha, cửa gió hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai nó sẽ thiết kế phía trên luôn. Và nó có cho chúng ta cái công tắc để chúng ta tăng giảm cái tốc độ gió ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba luôn nha. Phía dưới thì nó có trang bị chúng ta là cái cổng sạc nhanh USB. Đây, cổng sạc nhanh USB, hai cổng sạc luôn nha. Và có thêm một cái chi tiết đó, cái ngăn nhỏ để đồ nữa. Quý cô chú anh chị nhìn thấy nó rất là tiện luôn nha. Tông màu là thất bên trong là màu đen. Đối với bản đặc biệt này thì nó là ghế da nha cô chú anh chị, ghế da. Và ở bên ốp cửa này nè, nó sẽ trang bị chúng ta cái chi tiết này là bọc da này nha. Còn phía trên này nè, phía trên này là giả da. Phía dưới này là bọc da luôn. Đó, ốp da nhìn nó rất là sang luôn nha. Rồi, xe trang bị chúng ta là lo thì 6 lo thường nha. Rồi, tiến về hàng ghế thứ nhất nha cô chú anh chị. Đây là hàng ghế thứ nhất. Hàng ghế thứ nhất thì quý cô chú anh chị có thể thấy đây là tổng quát nha. Nó sẽ trang bị chúng ta là ghế là ghế lái chỉnh cơ 6 hướng nha. Đây, nâng hạ ghế nè, chỉnh cái độ ngã lưng nè và di chuyển lên xuống đó, cái thành đó, đó chỉnh cơ nha, ghế chỉnh cơ. Rồi, trên bệ tì tai của cửa tài á để trang bị chúng ta là các phím, là phím khóa kính, lóc khóa kính hàng ghế thứ hai. Rồi các phím lên xuống kính 4 cửa nè. Mẫu khóa cửa toàn xe, lóc khóa cửa toàn xe, chỉnh phím này là để khi mà chúng ta muốn chỉnh cái lồng gương bên trái bên phải á, thì chúng ta cứ gạt qua nha. Muốn chỉnh bên trái gạt qua, chỉnh bên phải gạt qua. Rồi ở đây có một cái là cái gập gương điện nha. Xe chúng ta thì khi mà lóc khóa cửa thì nó sẽ tự động gập. Nhưng mà chúng ta đi vào đoạn đường hẹp á, chúng ta muốn gập gương á thì chúng ta nhấn vào cái nút này nha. Nhấn vào cái nút này thì nó sẽ gập lại nè. Đó. Nó rất là tiện nha. Rồi ở trên là phím chỉnh lồng gương. Rồi, trên lẫy mở cửa nè, lẫy mở cửa thì nó sẽ không có cái lẫy mở khóa như truyền thống nha. Cái này nó thiết kế giống như của Rita và Tucson nha cô chú anh chị, giống như của Rita và Tucson. Cửa gió. Xe trang bị chúng ta là cửa gió, nó giống như là mạ chrome bạc vậy đó. Nhìn nó rất là sang trọng nha. Đây, nó sẽ thiết kế liền mạch luôn. Đó, liền mạch luôn, nhìn rất là sang trọng nha cô chú anh chị. Vô lăng thì bọc da sẵn luôn. Đây, vô lăng bọc da sẵn cho chúng ta luôn nha. Và trên vô lăng có các phím như đàm thoại đánh tay, chuyển đổi bài hát, chuyển đổi kênh radio luôn nè, nó nghe điện thoại nè, phím yêu thích nè. Bên đây thì có cruise control, rồi phím về điều chỉnh user setting, cài đặt người dùng nha. Lúc mà giao xe thì quy sẽ hướng dẫn cho quý cô chú anh chị sử dụng luôn nha. Ở đây thì có còi. Đặc biệt bản đặc biệt này thì trang bị chúng ta là 6 túi khí nha, 6 túi khí. Màn hình thông tin, đây, màn hình tắp lô. Sẽ trang bị chúng ta là màn hình thông tin điện tử nha, màn hình thông tin điện tử digital luôn. Đó, có cảm biến áp suất lốp hiển thị từng bánh luôn nè. Bên đây là báo km, bên kia là báo tua, ở dưới này là báo xăng nè. Ở phía trên này là số. Đó. Thì màn hình điện tử thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn nha. Bên đây nó trang bị chúng ta là cái màn hình thông tin. Đây. Cái màn hình giải trí trung tâm, chắc Huy xin lỗi, màn hình giải trí trung tâm. Đây. 10.25 inch.
đó, rất là nét luôn nha, rất là nhạy luôn nè. Đó, ở đây thì nó có các phím, đây các phím bấm nè, các phím bấm này nó sẽ là cảm ứng hết luôn nha quý cô chú anh chị, cảm ứng luôn nha. Đây đó, cảm ứng tắt mở đa phương tiện nè, cô chú anh chị có thể thấy nha, cảm ứng nè, đó, cảm ứng hết trong tao luôn. Trong sư phạm đó, thì chỉ cần thấy học sinh của mình, nhìn giao diện nó rất là hấp dẫn luôn nha, nhìn nó sẽ có nhiều cái thư mục, cái tùy chọn để chúng ta lựa chọn luôn. Đặc biệt cái màn hình này chúng ta có thể kết nối được Apple CarPlay, Android Auto, kết nối không dây nha quý cô chú anh chị. Apple CarPlay và Android Auto á là kết nối không dây. Rồi, nó sẽ trang bị chúng ta là video USB nè, rồi video nghe nhạc qua USB nè, rồi nghe nhạc bằng video nè, âm thanh tự nhiên của xe nè, có chế độ yên tĩnh luôn nha. À, cái điện thoại cài đặt trong nó nè, nó sẽ có đây, trong đây cái giao diện cho chúng ta hết luôn. Phía dưới thì trang bị điều hòa chính cơ, nhưng mà nhìn nó cũng là các núm vặn á, nhìn nó rất cũng là sang trọng nha, chứ nó không có bị hơi thô nha quý cô chú anh chị. À, xe kính sau, rồi là gió trong gió ngoài, chỉnh điều hòa nè, nó chỉnh hướng gió nè, nó nhẹ nha, chỉnh rất là nhẹ, ở ngoài nhìn nó rất là sang nha. Đó. Rồi, xe trang bị chúng ta là một cổng USB và một cổng 12V 180W nha. Hộp số thì trang bị chúng ta là hộp số IVT thế hệ mới nha, giả lập 7 cấp. Bên đây thì nó có cho chúng ta là chế độ remote đây, cho chúng ta 4 chế độ lái nha, Eco, Normal, Sport và Smart luôn nha, rất là xịn luôn nha quý cô chú anh chị. Có thể nói trong phân khúc thì kiếm được một dòng xe mà có cho chúng ta 4 chế độ lái để phù hợp cho các địa hình chúng ta đi á thì nó hơi hiếm nha. Rồi, xe trang bị chúng ta thì nó còn một phanh tay cơ nha. MPV tầm trung thì giá tầm khoảng 5-600 á thì nó sẽ là phanh tay cơ nha. Nếu được phanh tay điện tử thì quá quý phải hai cô chú anh chị. Ở dưới thì có chúng ta là hai cái ngăn để cốc nước nha. Rồi, đây là tổng thể phần phía sau nè. Đó, rất là rộng rãi nha quý cô chú anh chị. Rồi, chúng ta đi ra ngoài nha. Rồi, vừa rồi thì Quy cũng đã gửi anh quý cô chú và quý anh chị về chi tiết ngoại thất và nội thất của Star Racer phiên bản đặc biệt nha, hay còn gọi là KS phiên bản đặc biệt màu trắng nha. Thì xe có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo Cần Thơ của Quy luôn, và hiện tại đại lý Hyundai Tedo Cần Thơ của Quy đã trang bị xe lái thử, xe demo á cho quý cô chú anh chị lái thử luôn nha. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn xem xe trực tiếp và lái thử tại showroom thì quý cô chú anh chị cứ ghé đại lý Hyundai Tedo Cần Thơ của Quy nha, hoặc là liên hệ số điện thoại với Quy là 0981323080, Quy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý cô chú anh chị luôn nha. Rồi, nếu mà quý cô chú anh chị cần hỗ trợ lái thử xem xe tại nhà, bên Quy hỗ trợ tận nhà luôn nha, tất cả các tỉnh khu vực miền Tây. Bên Quy đều tới hỗ trợ cho quý cô chú anh chị, hỗ trợ cho nhà mình xem xe lái thử tại nhà luôn nha. Rồi, nếu mà quý cô chú anh chị cần Quy hỗ trợ về giá bán nè, cần Quy tư vấn về trả góp nè, cần Quy tư vấn về khuyến mãi thì cứ liên hệ trực tiếp với Quy hoặc kết bạn Zalo với số điện thoại 0981323080 nha. Số điện thoại Quy có để trên màn hình ở dưới góc trái, số điện thoại màu đỏ quý cô chú anh chị có thể thấy nha. Rồi, nếu mà quý cô chú anh chị cần Quy làm những video về chi tiết xe, về hướng dẫn sử dụng xe, hoặc là báo giá về mẫu xe nào bên Hyundai của Quy thì cứ để lại phần bình luận phía dưới nha, Quy sẽ ra những video phục vụ cho quý cô chú và quý anh chị luôn nha. Rồi, nếu mà thấy video ngày hôm nay hay thì quý cô chú anh chị cho Quy một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho nhu cầu của quý cô chú và quý anh chị luôn nha. Rồi, xin hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.